Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, trái đất, ngôi nhà chung của mọi loài sinh vật trong đó có con người. Kể từ khi khoa học phát triển, con người đã khám phá vượt ra ngoài không gian trái đất. Chúng ta đã đặt chân đến mặt trăng, gửi các tàu thăm dò đến hỏa tinh, mộc tinh, hay xa hơn nữa là các khu vực diêm vương tinh cũng như rìa ngoài hệ mặt trời. Vậy mà cho đến nay, đến chính ngôi nhà thân yêu trái đất của chúng ta, đôi khi các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết về nó. Mới đây, một công trình nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trái đất của chúng ta có 5 lớp thay vì 4 lớp như những gì chúng ta dự đoán trước đây. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Nằm ở vị trí thứ 3 tính từ mặt trời, với khoảng cách trung bình là 149.598.023 km, trái đất được biết đến là nơi duy nhất có sự sống tính đến thời điểm hiện tại. Sở hữu một thân hình khá to lớn, với đường kính tại xích đạo lên tới 12.756 km, đây là hành tinh đất đá lớn nhất hệ mặt trời. Từ trước đến nay, chúng ta đều biết rằng trái đất bao gồm 4 lớp, trong đó ở ngoài cùng là lớp vỏ silicat rắn, sau đó là lớp phủ hay còn được gọi là lớp manti rất nhớt, tiếp theo là lớp lõi ngoài ở thể lỏng và cuối cùng ẩn sâu bên trong là lớp lõi trong ở thể rắn. Tuy nhiên, từ nay lý thuyết này có thể bị thay đổi, bản đồ cấu trúc của trái đất có lẽ cần phải chỉnh sửa lại. Bởi vì mới đây, các nhà khoa học đến từ Đại học Quốc gia Australia đã chứng minh được rằng phần lõi trong của trái đất có 2 lớp riêng biệt. Do đó, trái đất phải có 5 lớp chứ không phải 4 lớp như chúng ta đã biết đến trước đó. Và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã được công bố và đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý. Theo các nhà khoa học, những gì chúng ta biết và dự đoán bên trong trái đất, chúng chủ yếu được suy ra từ những dữ liệu liên quan đến núi lửa và sóng địa chấn. Đối với công trình nghiên cứu mới lần này cũng vậy, các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Australia cũng sử dụng dữ liệu thời gian di chuyển của các sóng địa chấn ở bên trong trái đất. Tất cả những dữ liệu này đều được Trung tâm Địa chấn Quốc tế ghi lại. Sau đó họ dùng hàng nghìn thuật toán nhằm xác định ra các bằng chứng về sự thay đổi trong cấu trúc ở tận lõi trái đất. Cuối cùng kết quả cho thấy không có nhiều sự khác biệt trong độ sâu của lõi trong của trái đất. Nhưng họ phát hiện ra sự thay đổi cấu trúc của sắt, thứ ảnh hưởng đến thời gian sóng địa chấn truyền qua lõi. Họ phát hiện ra 2 sự kiện nguội lạnh riêng biệt, chứ không phải một như chúng ta biết đến trước đây. Trước đó, sự kiện nguội lạnh chưa từng biết đến, chúng xảy ra ở thời điểm trái đất còn sơ sinh, tức cách đây khoảng 4,5 tỷ năm trước. Vì thế, địa cầu của chúng ta có thêm một lớp lõi trong cùng. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm, lõi trong cùng này chỉ chiếm khoảng 1% thể tích trái đất, và có thể nó là sắt nóng chảy. Nó có thể đạt nhiệt độ từ 5.000 đến 5.700 độ C. Thực ra, sự tồn tại của lớp này đã từng được đề xuất cách đây vài thập kỷ, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mặt giả thuyết, chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được. Nhưng lần này, các nhà khoa học đã làm được điều đó. Phát hiện này đã giúp các nhà khoa học giải thích tại sao một số dữ liệu thực nghiệm nhất định không phù hợp với các mô hình hiện tại về cấu trúc hành tinh. Các tác giả nghiên cứu cho biết họ vẫn không ngừng tìm kiếm các bằng chứng rõ ràng hơn cũng như tìm hiểu xem lớp lõi trong cùng này có vai trò, thành phần và đã biến động như thế nào trong lịch sử hình thành và phát triển trái đất. Stephenson, tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ, chúng ta hiện bị giới hạn bởi sự phân bố của các trận động đất và máy thu tín hiệu trên toàn cầu, đặc biệt là ở hai cực. Hy vọng với phương pháp nghiên cứu mới đang được phát triển có thể sớm lấp đầy khoảng trống dữ liệu về trái đất. Và kể từ đây, chúng ta biết rằng trái đất có cấu trúc 5 lớp bao gồm lớp vỏ, lớp phủ, lớp lõi ngoài, lớp lõi trong và lớp lõi trong cùng mới được phát hiện. Để cho các bạn dễ hình dung hơn, hãy Yến mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về từng lớp này nhé. Thứ nhất là lớp vỏ. Lớp vỏ là lớp nằm ngoài cùng của trái đất, chính là lớp mà mọi dạng sự sống đang tồn tại. Lớp vỏ ở trạng thái rắn. Đá trên bề mặt vỏ gần như là các oxit, các thành phần như clo, lưu huỳnh, phlo chiếm tỷ lệ chưa tới 1% của lớp vỏ, nhưng chúng cũng là thành phần không thể thiếu.
Lớp này được chia thành hai kiểu là vỏ lục địa và vỏ đại dương. Trong đó, vỏ lục địa có độ dày từ 30 đến 50 km tính từ bề mặt, còn vỏ đại dương có độ dày mỏng hơn, nó chỉ dày từ 5 đến 10 km mà thôi. Ở trên lớp vỏ trái đất có nhiều loại đá hình thành cách đây chưa đầy 100 triệu năm. Tuy nhiên, các hạt khoáng chất lâu đời nhất từng được tìm thấy, chúng có niên đại khoảng 4,4 tỷ năm. Do đó, người ta cho rằng trái đất đã có lớp vỏ ngoài ít nhất cách đây 4,4 tỷ năm trước. Thứ hai là lớp phủ hay lớp manti. Lớp này có đặc điểm nổi bật là có độ nhớt cao. Nó nằm phía dưới lớp vỏ và phía trên của lớp lõi ngoài. Lớp phủ của trái đất có thể có bề dày khoảng 2.890 km, khiến lớp phủ là lớp dày nhất được biết đến. Nó chiếm khoảng 70% thể tích của trái đất. Trong lớp phủ trái đất được chia làm hai lớp, đó là lớp phủ trên và lớp phủ dưới. Chúng được ngăn cách nhau bởi một vùng chuyển tiếp. Trong lớp phủ chủ yếu là dạng rắn, nằm trên một lõi rào sắt. Các núi lửa nóng chảy trong quá khứ tại các điểm nông của lớp phủ, chúng đã tạo ra một lớp vỏ mỏng chứa các sản phẩm nóng chảy kết tinh trên bề mặt. Các loại khí thoát ra trong quá trình nóng chảy của lớp phủ trái đất có ảnh hưởng lớn tới thành phần và độ phổ biến của các chất khí có trong khí quyển của trái đất. Thứ ba là lớp lõi ngoài. Với lớp lõi ngoài được cho là ở thể lỏng, nó được phân biệt với lớp lõi trong kể từ năm 1936 thông qua sự truyền sóng địa chấn giữa hai lớp. Lớp lõi ngoài có bề dày khoảng 2.270 km, nhiệt độ của lớp lõi ngoài trái đất khoảng hơn 4.000 độ C. Lớp chất lỏng nóng chảy bao gồm chủ yếu là sắt và niken, chúng có khả năng dẫn điện, kết hợp với sự tự quay của trái đất nên chúng tạo ra hiệu ứng dynamo, duy trì các dòng điện, gây ra ảnh hưởng tới từ trường của trái đất. Thứ tư là lớp lõi trong, lớp này ở thể rắn và có mật độ lớn nhất trong các lớp của trái đất. Như chúng ta đã biết, mật độ trung bình của trái đất khoảng 5,51 gram trên cm khối, trong khi mật độ trung bình của vật liệu trên bề mặt vào khoảng 3 gram trên cm khối. Do vậy, các vật liệu nằm sâu hơn bên trong có mật độ lớn hơn. Các đo đạc địa chấn cho thấy mật độ nhân trong khoảng 12 đến 13 gram trên cm khối. Lõi trong của trái đất là phần trong cùng của trái đất, là một quả cầu chủ yếu ở dạng rắn, có bán kính khoảng 1.220 km. Nó được cho là chứa hợp kim sắt niken và nhiệt độ của nó tương đương nhiệt độ bề mặt của mặt trời, tức khoảng 5.000 độ C. Và cuối cùng, nằm sâu nhất đó là lớp lõi trong cùng mà các nhà khoa học mới công bố, được gọi là lớp thứ 5. Nó chiếm 1% thể tích trái đất và có nhiệt độ lên tới từ 5.000 đến 5.700 độ C với thành phần chủ yếu là sắt nóng chảy. Cùng với lớp lõi trong, nó có mật độ vật chất cao nhất trong các lớp của trái đất. Tất nhiên do đây là lớp mới được phát hiện nên chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin về nó. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có thêm những công trình nghiên cứu mới để chúng ta có thể hiểu thêm về nơi tận cùng sâu thẳm của trái đất. Nói về những thuyết âm mưu về mặt trăng, có lẽ câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất đó là người Mỹ có thực sự đặt chân lên mặt trăng hay không? Vào những năm đầu của thập niên 70, sau khi Mỹ công bố những video và hình ảnh của sự kiện con người đặt chân lên mặt trăng, nó đã được đón nhận một cách tự hào đối với người Mỹ. Nhưng sau đó không lâu, với những cuốn sách nổi tiếng được ra đời, cùng với những lý luận sắc bén, chúng đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Cần phải kể đến như cuốn sách có tựa đề Có thật con người đặt chân lên mặt trăng hay không, được xuất bản năm 1970, hay cuốn sách với tựa đề Chúng ta chưa bao giờ lên mặt trăng, được xuất bản năm 1976. Chúng đã trở thành những tác nhân đầu tiên cho một loạt các lý thuyết âm mưu sau này. Không những vậy, ở các nước khác trên thế giới, các nhà lập luận lý thuyết cũng đưa ra ngày càng nhiều những minh chứng cho rằng người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng. Thông thường, những lập luận đó xoay quanh những vấn đề sau. Thứ nhất, khi các nhà du hành vũ trụ cắm lá cờ trên mặt trăng, nó dường như có hiện tượng bay phấp phới. Rõ ràng đó có thể là tác động của gió thổi. Điều này là cực kỳ vô lý, bởi ai cũng biết rằng mặt trăng không có bầu khí quyển, vậy thì gió ở đâu ra? Thứ hai, tại sao dấu chân của Neil Armstrong trên mặt trăng không khớp với họa tiết trên đế giày của ông ở viện bảo tàng? Bạn nhìn qua có thể thấy rõ ràng điều đó. Thứ ba,
khi tàu đổ bộ hạ cánh lên mặt trăng. Theo lý thuyết thì các luồng khí nóng từ động cơ được sinh ra, chúng phải thổi rất mạnh, do đó nó sẽ thổi bay cát bụi ở vị trí hạ cánh. Kết quả là có thể để lại những vết lõm hình phễu ở khu vực này. Nhưng những bức ảnh của NASA công bố ở vị trí đó rất bằng phẳng, dường như không có bất kỳ một vết lõm nào. Ngoài những vấn đề trên, còn một số lý do khác, đó là Mỹ tuyên bố tên lửa đưa tàu tu hành đến mặt trăng là Saturn V. Nhưng ở thời điểm đó, công nghệ tên lửa của Mỹ được đánh giá là yếu thế hơn so với Liên Xô. Nhưng phải đến 20 năm sau, Liên Xô mới chế tạo được tên lửa có những tính năng chuyên trở tương tự như Saturn V của Mỹ. Nếu Mỹ có công nghệ tên lửa đó thật, tại sao họ không tiếp tục sử dụng mà lại cho vào bảo tàng ngay sau những sứ mệnh của Apollo? Phải nói rằng, những lập luận trên là rất sắc bén và có những dẫn chứng cụ thể. Chính bởi vậy, việc Mỹ có thực sự đặt chân lên mặt trăng hay không đã trở thành câu hỏi nghi vấn của rất nhiều người. Có những thời điểm theo khảo sát của một số tờ báo uy tín của Mỹ, kết quả có đến 20% số người tham gia khảo sát không tin vào việc con người đã đặt chân lên mặt trăng. Về phía chính phủ Mỹ, trong nhiều thập kỷ qua, NASA đã nỗ lực giải quyết các cáo buộc đó như sau. Thứ nhất, sở dĩ lá cờ có sự chuyển động như vậy là do các phi hành gia cố gắng cắm cây cờ sâu xuống bề mặt của mặt trăng, làm cho cây cờ có hiện tượng rung rinh và không đứng yên. Trong khi đó, lá cờ có hình gợn sóng nhìn giống như lá cờ đang tung bay, được giải thích là do khi mang cờ lên mặt trăng, lá cờ được gấp lại trong quá trình cất giữ. Do đó, chúng có các nếp nhăn, nên việc nhìn lá cờ giống như tung bay là không có gì lạ. Thứ hai, NASA giải thích việc tại sao dấu chân của Neil Armstrong không khớp với họa tiết trên đế giày của ông ở viện bảo tàng. Sở dĩ điều này xảy ra đó là, ngoài bộ đồ Skylab A7L của Neil Armstrong mặc trên người, các phi hành gia còn được trang bị các công cụ khác, trong đó có một đôi giày bọc ngoài đôi giày chính của bộ đồ. Nó có nhiệm vụ ngăn cản bụi, nước vào đôi giày chính. Do đó, dấu chân của Neil Armstrong trên mặt trăng là dấu vết của đôi giày phụ bọc bên ngoài, chứ không phải là dấu vết của bộ đồ đang trưng bày ở viện bảo tàng. Sở dĩ ở bảo tàng không có đôi giày phụ của Neil Armstrong là bởi vì khi quay trở lại trái đất, các phi hành gia đã phải bỏ lại mặt trăng khoảng 100 vật phẩm nhằm giảm trọng tải khi quay về, trong đó có đôi giày phụ của ông. Thứ ba, tại sao khi tàu vũ trụ hạ cánh lại không thổi bay bụi xung quanh, tạo ra những miệng hố được lý giải như sau? Khi hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng, do trọng lực yếu chỉ bằng 1/6 trọng lực trái đất, nên để thắng được trọng lực của mặt trăng, các tàu vũ trụ sẽ không phải sử dụng các động cơ phản lực mạnh như khi hạ cánh trên trái đất. Do đó, việc không tạo ra những miệng hố lớn ở vị trí hạ cánh là điều hiển nhiên. Thứ tư, trong các bức ảnh được chụp trên mặt trăng, nhiều người cho rằng ánh sáng trên mặt trăng rất không đồng đều, kiểu như vậy giống như ánh sáng điển hình của đèn chiếu, chứ không phải ánh sáng tự nhiên. Nhưng đã có nhiều nhà khoa học phân tích trên thế giới lập lại mô hình 3D cho những bức ảnh mà NASA công bố. Họ đều giải thích rằng, do thời gian chụp bức ảnh lúc đó là ban ngày trên mặt trăng, mặt khác những máy ảnh thời đó không đủ giải tần nhạy sáng để chụp cảnh bị chói ở phía trước, do đó chúng thường được hình dung là những ánh sáng trường quay. Còn việc tại sao Mỹ lại phát triển được tên lửa trọng tải nặng thời bấy giờ mà 20 năm sau Liên Xô mới thực hiện được, có lẽ đây là một bí ẩn quân sự. Nhiều người nghĩ rằng Liên Xô chiếm ưu thế về tên lửa thời đó, nhưng với những gì chúng ta thấy ngày nay, Mỹ hoàn toàn có thể làm được điều đó lúc bấy giờ. Ngoài những giải thích trên của các nhà khoa học Mỹ, các nhà phân tích trên thế giới còn cho rằng, ở thời điểm Apollo 11 hạ cánh, NASA có khoảng 425.000 nhân viên. Cứ giả định mọi việc được tạo ra từ một trường quay và tất cả 425.000 người đều muốn giữ bí mật. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, chắc chắn chúng phải bị tiết lộ. Nhưng cho đến nay, tất cả các cựu nhân viên của NASA đều khẳng định về điều đó. Dường như những câu hỏi giả định, thuyết âm mưu chỉ đến bởi các nhà lập luận lý thuyết mà thôi. Như chúng ta đã biết, do mặt trăng không có bầu khí quyển, chính bởi vậy những dấu chân và những lá cờ mà các nhiệm vụ Apollo để lại, chúng sẽ được bảo quản rất tốt. Có thể chúng tồn tại hàng triệu năm trên bề mặt của mặt trăng. Do đó, với công nghệ quan sát ngày càng hiện đại, các nhà khoa học có thể dễ dàng phát hiện ra những dấu vết đó.
Vào năm 2012, khi tàu quỹ đạo mặt trăng LRO của NASA thực hiện quét và lập bản đồ 3D của mặt trăng, nó đã chụp bề mặt của mặt trăng trong suốt 3 năm kể từ năm 2009. Quan sát sự chuyển động bóng của các vật thể trên mặt trăng, các nhà khoa học xác nhận 5 trên 6 lá cờ Mỹ được cắm lên bề mặt mặt trăng vẫn còn đứng vững. Chỉ duy nhất lá cờ của Neil Armstrong cắm xuống là bị đổ. Không những vậy, bên cạnh vị trí của Apollo 11 hạ cánh, các nhà khoa học còn tìm thấy những kỷ vật mà con tàu để lại. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng người Mỹ đã thực sự đặt chân lên mặt trăng. Nhưng nó vẫn không làm thỏa mãn các nhà lập luận thuyết âm mưu. Họ vẫn cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là dàn dựng và tất nhiên họ luôn đưa ra những câu hỏi nghi vấn nhằm tạo ra sự hoài nghi của rất nhiều người. Và đương nhiên, đối với bất kỳ một vấn đề nào trong cuộc sống, bạn có quyền tin hoặc không tin vào nó. Mỗi một trường phái đều đưa ra những lập luận sắc bén của mình, nhưng tất nhiên, sự thật thì chỉ có một mà thôi. Còn theo quan điểm của các bạn thì sao? Liệu người Mỹ có thực sự đặt chân lên mặt trăng hay không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Vệ tinh ELSAD là sản phẩm được phát triển bởi công ty khởi nghiệp SOQ của Nhật Bản. Vệ tinh đảm nhận sứ mệnh làm sạch không gian vũ trụ thông qua nỗ lực giảm lượng rác thải nguy hiểm trên quỹ đạo trái đất. Được phóng lên quỹ đạo lúc 13 giờ 07 phút ngày 22 tháng 3 năm 2021 theo giờ Hà Nội, từ khu vực phóng Kazakhstan, vệ tinh được phóng lên từ tên lửa Soyuz, đồng hành cùng với nó còn có 37 vệ tinh khác. Trước đó vào năm 2017, công ty SOQ từng phóng một vệ tinh nhỏ với mục đích kiểm tra và đo đạc rác vũ trụ. Tuy nhiên, vụ phóng không thành công do tên lửa gặp trục trặc. Nhưng với sự trở lại lần này, hứa hẹn sẽ là một thí nghiệm thú vị cho công nghệ dọn rác vũ trụ trong tương lai. Vệ tinh ELSA chỉ mang mục đích thử nghiệm, do đó sau khi được phóng lên quỹ đạo, nó chưa thực hiện dọn rác ngay lập tức, mà nó sẽ thực hiện nhiệm vụ với mảnh rác vũ trụ giả lập được mang theo cùng. Trên vệ tinh này có hai thiết bị chính, thứ nhất là tàu đuổi bát Chasers nặng 175 kg, thứ hai là mảnh rác vũ trụ giả Target nặng 17 kg. Theo kế hoạch, khi vệ tinh lên quỹ đạo, tàu đuổi bát Chaser và mảnh rác Target sẽ được tách ra. Tàu đuổi bát sẽ sử dụng cảm biến đuổi theo mảnh rác Target. Sau khi đuổi kịp mảnh rác, con tàu sẽ kết nối với mảnh rác bằng nam châm. Đây được đánh giá là nhiệm vụ khá khó khăn, nhất là sự kiện đuổi theo mảnh rác và bắt được nó khi đang chuyển động. Sau khi bắt được mảnh rác, tàu đuổi bát Chasers và mảnh rác Target sẽ dính chặt với nhau bằng từ tính. Tiếp sau đó, chúng sẽ rời khỏi quỹ đạo và lao vào bầu khí quyển trái đất để bốc cháy hết trước khi lao xuống bề mặt. Công ty khởi nghiệp SOQ cho biết, tàu đuổi bát có thể dọn được những mảnh rác vũ trụ trong quỹ đạo ổn định hoặc chuyển động liên tục. Nhưng điểm hạn chế là nó chỉ dọn được những mảnh rác có trang bị tấm từ tính như mảnh rác mà nó mang theo thử nghiệm. Điều này có nghĩa, nếu lần thử nghiệm này thành công, trong tương lai, các công ty vũ trụ có thể gắn những tấm từ tính ở vệ tinh của họ để rồi thuê công ty SOQ dọn rác sau khi nhiệm vụ của vệ tinh kết thúc. Nếu điều đó trở thành hiện thực, rác vũ trụ sẽ không tăng lên và chúng sẽ giảm dần theo thời gian. Nobu Akada, người sáng lập và giám đốc điều hành SOQ cho biết, hành trình của chúng tôi đến thời điểm này đã lâu dài, đầy thử thách và được đền đáp. Giờ đây bắt đầu một hành trình tiên phong cho chính ELSAD, một kỷ nguyên mới của sự bền vững trong không gian bắt đầu với chuyến đi này. Và chứng kiến ELSAD rời trụ sở của chúng tôi ở Tokyo là thời khắc đầy mạnh mẽ. Như chúng ta đã biết, các mảnh vỡ không gian vũ trụ đang trở thành một vấn đề nhức nhối, là bài toán khó đối với các quốc gia trên thế giới. Việc bỏ lại một vệ tinh hết hạn, một tầng đẩy tên lửa hay một thứ bỏ đi bên ngoài không gian là một việc rất dễ dàng. Nhưng để thu gom nó thì không hề đơn giản. Chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới có thể xử lý được. Chính bởi vậy, hầu như các dự án dọn rác vũ trụ chúng thường được nằm trên giấy. Rất ít dự án được thực hiện thí nghiệm như lần này.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ước tính hiện có khoảng 160 triệu mảnh rác vũ trụ trên quỹ đạo với đủ hình dạng và kích thước khác nhau. Trong đó có 34.000 mảnh dài hơn 10cm, có 3.372 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Chúng bao gồm các vệ tinh hết niên hạn sử dụng, các mảnh vỡ của tên lửa, ngoài ra còn có các mảnh nhỏ khác, chúng đến từ các vụ va chạm hoặc là những thứ rơi ra từ các tàu du hành. Theo NASA, các mảnh rác bay với vận tốc khoảng 29.000 km/h, nhanh gấp 7 lần so với viên đạn. Chính vì vậy, một mảnh rác cho dù rất nhỏ, chúng có thể gây ra một thảm họa nếu chúng va chạm vào vệ tinh hoặc trạm vũ trụ quốc tế ISS. Các nhà khoa học đã cảnh báo sẽ có ngày rác vũ trụ trở nên quá nhiều, nó nhiều đến mức chúng ta không thể phóng bất kỳ vệ tinh nào lên mà không va chạm với rác vũ trụ. Và đương nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ trở thành tù nhân trên chính hành tinh của mình. Với độ cao trung bình là 330 km, trạm vũ trụ quốc tế ISS luôn luôn có nguy cơ va chạm với rác vũ trụ. Nhưng ngược lại, rác mà ISS thải ra cũng không ít. Mới đây nhất, ngày 11 tháng 3 vừa qua, ISS đã thải ra một khối rác khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay. Khối rác vũ trụ nặng 2,9 tấn này là một pallet chở pin đã qua sử dụng. Cánh tay robot gắn liền với ISS đã vứt khối rác ở độ cao 426 km so với bề mặt trái đất. Theo dự kiến, khối rác sẽ trải qua 2 đến 4 năm trôi nổi trên quỹ đạo thấp của trái đất trước khi bốc cháy trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, NASA không có dữ liệu nào cho thấy có bao nhiêu mảnh vỡ còn sót lại sau quá trình hồi chuyển. Các nhà khoa học cho biết, đáng lý ra khối rác lần này sẽ được mang về trái đất trên một phương tiện HTV của Nhật Bản. Nhưng vào năm ngoái, tên lửa phóng Soju đã thất bại nên khối rác còn tồn tại đến hôm nay. Và cuối cùng NASA đã quyết định vứt bỏ khối rác ra ngoài không gian, nhường chỗ cho các phi hành gia và các thiết bị khoa học khác trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hiện tại, khối rác đang di chuyển với tốc độ 7,7 km/h và nó khó tồn tại trước nhiệt độ cực hạn khi bay qua khí quyển trái đất. Các chuyên gia của NASA cho rằng đây không phải là mối đe dọa với con người. Tất nhiên, không phải ai cũng tin như vậy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3, vệ tinh thời tiết NOAA-17 của Mỹ cũng tan rã và vỡ ra thành ít nhất 16 mảnh trên quỹ đạo. Vệ tinh đã kết thúc sứ mệnh vào năm 2013 và sau 8 năm trôi dạt trên quỹ đạo, nó chính thức tan rã. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết, tại thời điểm này, các mảnh vỡ không gây ra mối đe dọa nào đối với trạm vũ trụ quốc tế hay các tài sản không gian quan trọng khác. Tuy nhiên, có lý do để chúng ta phải lo lắng. Năm 2016, phi hành gia Tim Peaker của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đã chia sẻ bức ảnh về một vết lõm dài 1/4 inch khoét sâu vào cửa sổ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Thủ phạm được cho là một mảnh rác nhỏ trong không gian. Chúng có thể chỉ là một vẩy sơn hoặc một mảnh kim loại có kích thước chỉ vài micromet. Nó không lớn hơn nhiều so với một tế bào E. coli. Nhưng tại sao một mảnh rác rất nhỏ như vậy mà nó lại làm tổn hại có thể nhìn thấy được? Các nhà thiên văn học lý giải, tất cả phụ thuộc vào vận tốc. Trạm vũ trụ quốc tế ISS và các vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trái đất ở độ cao khoảng 400 km. Chúng xoay quanh hành tinh của chúng ta 90 phút một lần với vận tốc trung bình khoảng 27.700 km mỗi giờ, gấp 10 lần tốc độ trung bình của một viên đạn. Ở vận tốc đó, bất kỳ một vật thể nào đều có thể gây nguy hại cho trạm vũ trụ quốc tế. Đó cũng là lý do giải thích vì sao viên đạn nhỏ như vậy mà nó lại có sát thương rất lớn. Hậu quả sẽ càng thảm khốc hơn khi hai vật thể đối đầu nhau trong không gian. Khi đó, năng lượng của vụ va chạm tác động càng mạnh hơn. Trong không gian, vệ tinh, tàu vũ trụ và mảnh vỡ quay quanh quỹ đạo theo nhiều con đường khác nhau. Trong khi một vật thể có thể quay theo chiều ngang quanh xích đạo, vật thể khác có thể quay theo chiều dọc xung quanh các cực. Một số các vật thể thậm chí còn di chuyển ngược dòng, nghĩa là chúng quay ngược với quỹ đạo trái đất. Khi ngày càng có nhiều mảnh vỡ làm lộn xộn không gian ở quỹ đạo thấp của trái đất, trong đó có trạm vũ trụ quốc tế ISS được coi là đường cao tốc chật cứng vào giờ cao điểm. Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, một mảnh vỡ có kích thước vi khuẩn có thể chỉ để lại vết lõm, nhưng một mảnh vỡ kích thước bằng hạt đậu, chúng có thể vô hiệu hóa các hệ thống bay quan trọng.
còn một mảnh vỡ có kích thước bằng một quả bóng bàn, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đang theo dõi các mảnh rác không gian, đưa ra những cảnh báo cho các công ty, các tổ chức, các thiết bị bay trên quỹ đạo, đổi hướng thiết bị khi có nguy cơ va chạm xảy ra. Kể từ năm 1999, ISS đã thực hiện 25 thao tác để điều chỉnh đường bay nhằm tránh va chạm với các mảnh vỡ. Đương nhiên, nó sẽ mất kiểm soát khi mà rác vũ trụ tăng lên quá nhiều. Chính bởi vậy, việc dọn rác vũ trụ là một việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Với việc thử nghiệm lần này, hy vọng rằng công ty SHK của Nhật Bản sẽ thành công để chúng ta có thêm một giải pháp dọn rác vũ trụ trong tương lai. Chúng ta đã sử dụng không gian cho rất nhiều thứ như liên lạc, dự báo thời tiết, giải trí, quân sự, v.v. Nếu quá nhiều rác trong không gian, các vệ tinh, các tàu vũ trụ sẽ liên tục gặp sự cố va chạm. Đó sẽ là bước đi lùi trong nền văn minh của chúng ta. Vì vậy, hy vọng các dự án dọn rác vũ trụ sẽ thành công, trả lại bầu không gian thông thoáng như những gì vốn có của nó. Với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ khoa học vũ trụ, ngày càng nhiều các nhiệm vụ của con người và robot đi đến và trở về từ mặt trăng, sao hỏa. Bên cạnh những thành công mà các phi vụ mang lại, nó cũng đặt ra vấn đề cần bảo vệ các hành tinh khỏi sự ô nhiễm sinh học có nguồn gốc từ trái đất, cũng như ngăn chặn các mầm bệnh từ các hành tinh có thể theo các tàu vũ trụ khi quay trở về. Vừa qua, tàu thám hiểm robot kiên trì của NASA đã hạ cánh thành công xuống bề mặt hỏa tinh. Bên cạnh niềm tự hào, sự vui mừng, còn có một số lý do khác để các nhà khoa học cảnh giác với việc mang những robot hiện đại với những chiếc bánh xe có thể di chuyển, mũi khoan có thể đào xuống lòng đất đến các thế giới khác, mà ở đây là hành tinh đỏ, nơi con người đang muốn truy tìm dấu vết của sự sống cổ đại. Thứ nhất, các nhà khoa học không muốn bất kỳ sinh vật trái đất nào có thể tự làm nhà trên hỏa tinh. Mặt khác, các nhà khoa học muốn tự tin rằng nếu họ phát hiện ra dấu vết của sự sống trên hành tinh đỏ, thì dấu hiệu đó thực sự đến từ chính nó, chứ không phải dấu vết ngớ ngẩn nào đó đến từ trái đất. Sẽ thật nực cười nếu một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra dấu hiệu của sự sống trên hỏa tinh, nhưng thực chất nó lại là sản phẩm của các phi vụ hạ cánh trước đó để lại. Về phía NASA, họ đã và đang tuân thủ theo một hiệp ước được gọi là Hiệp ước Bên Ngoài Không Gian. Hiệp ước này dựa trên tuyên bố về các nguyên tắc pháp lý, điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng tài nguyên bên ngoài không gian. Nó được ba chính phủ lưu triều gồm Liên bang Nga, Vương quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký vào tháng 1 năm 1967. Hiệp ước bên ngoài không gian cung cấp khuôn khổ cơ bản về luật không gian quốc tế, bao gồm những điều được làm và không được làm bên ngoài không gian, gồm các nguyên tắc sau. Thứ nhất, việc thăm dò và sử dụng không gian bên ngoài sẽ được thực hiện vì lợi ích, và đó là lợi ích của tất cả các quốc gia. Những khu vực này sẽ là địa bàn của tất cả nhân loại. Thứ hai, không gian bên ngoài sẽ được miễn phí cho tất cả các quốc gia thăm dò và sử dụng. Không gian bên ngoài không phải là đối tượng của sự chiếm đoạt của quốc gia do yêu sách chủ quyền, bằng cách sử dụng hoặc chiếm đóng hoặc bất kỳ phương thức nào khác. Thứ ba, các quốc gia không được đặt vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên quỹ đạo hoặc trên các thiên thể, theo bất kỳ hình thức nào. Thứ tư, mặt trăng và các thiên thể khác sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích hòa bình. Các phi hành gia sẽ được gọi là các sứ giả của nhân loại. Các quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động không gian quốc gia, cho dù được thực hiện bởi các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Các quốc gia phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do các vật thể trong không gian của họ gây ra. Và cuối cùng đó là các quốc gia phải tránh sự ô nhiễm có hại cho không gian và các thiên thể khác trong vũ trụ. Việc bảo vệ hành tinh khỏi sự ô nhiễm có hại đã được NASA thực hiện kể từ những năm 1970. Khi sứ mệnh Viking khám phá hỏa tinh đi vào hoạt động, các tiêu chuẩn bảo vệ hành tinh được NASA thực hiện nghiêm túc. Hai tàu đổ bộ Viking sinh đôi là hai tàu vũ trụ đầu tiên được các kỹ sư NASA lấy mẫu trước khi khởi hành. Các bề mặt được kiểm tra kỹ lưỡng về sinh học nhằm tránh việc mang sự sống từ trái đất đến hành tinh đỏ. Nếu chương trình Viking phát hiện ra những dấu hiệu của sự sống trên hỏa tinh, chúng sẽ được so sánh với những mẫu vật được lấy và lưu trữ trước khi khởi hành để khẳng định chắc chắn rằng đó không phải là những dấu hiệu đến từ trái đất. Vào năm 2018, tàu vũ trụ InSight cũng hạ cánh thành công trên hành tinh đỏ. Trước khi được phóng đi, con tàu cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.
chúng được làm sạch một cách an toàn. Các kỹ sư tìm kiếm và kiểm đếm các bào tử của bề mặt tiếp xúc trong tàu vũ trụ, một dạng vi khuẩn không hoạt động đặc biệt cứng, nhằm đảm bảo các thiết bị nằm trong tầm kiểm soát. Và mới đây, phi vụ hạ cánh của tàu đổ bộ Kiên Trì cũng vậy. Để tránh gây ô nhiễm cho hỏa tinh, tàu đổ bộ đã trải qua quá trình kiểm duyệt khắt khe nhiều bước. Trước khi nó được phóng đi khỏi trái đất, nó phải trải qua một quá trình phức tạp. Trong suốt quá trình lắp ráp tàu vũ trụ, các bề mặt thường xuyên được kiểm đếm bào tử, tương tự như quá trình kiểm tra của tàu InSight. Lisa Pratt, nhân viên bảo vệ hành tinh của NASA cho biết, đếm bào tử là một tiêu chuẩn mà NASA muốn loại bỏ, nhưng các kỹ thuật tiềm năng trong tương lai, bao gồm cả những kỹ thuật dựa trên phân tích gen, vẫn chưa sẵn sàng. Vì vậy, kiểm tra bào tử vẫn là phương pháp được sử dụng. Bên cạnh tàu thám hiểm Kiên Trì của NASA, tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc cũng sẽ hạ cánh xuống bề mặt hỏa tinh trong vài tháng tới. Nếu Trung Quốc hạ cánh thành công tàu đổ bộ, họ sẽ là quốc gia thứ 2 bên cạnh Mỹ vận hành một robot trên hành tinh đỏ. Trước đây, Liên Xô và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã có tàu vũ trụ trên bề mặt, nhưng những sứ mệnh này hoặc bị rơi hoặc bị thất bại trong vòng chưa đầy một phút. Trước cột mốc quan trọng của tàu đổ bộ Trung Quốc, các nhà khoa học đang tự hỏi, liệu con tàu thám hiểm Thiên Vấn 1 có tuân thủ các quy định của hiệp ước hay không? Giống như Mỹ, Trung Quốc cũng là thành viên của hiệp ước bên ngoài không gian. Điều này có nghĩa họ cũng phải đảm bảo tránh những ô nhiễm có hại cho hỏa tinh từ hoạt động khám phá của mình. Trong những năm gần đây, quan hệ Mỹ-Trung vốn luôn căng thẳng và trong lĩnh vực khoa học công nghệ cũng thế. Quốc hội Mỹ đã ra lệnh cấm NASA hợp tác không gian với Trung Quốc. Chính vì vậy, NASA không thể chính thức hỏi đối tác của mình về những biện pháp nào được áp dụng để bảo vệ hỏa tinh trước cuộc đổ bộ của tàu thám hiểm Trung Quốc. Tuy vậy, trong một lần Lisa Pratt, nhân viên bảo vệ hành tinh của NASA, có dịp ngồi gần một nhà khoa học Trung Quốc, cô đã hỏi trước mặt mọi người rằng, bạn có thể nói chuyện với chúng tôi về những gì bạn đã làm để tuân thủ bảo vệ hành tinh hay không? Và nhà khoa học Trung Quốc trả lời, chúng tôi đã làm tất cả những gì các bạn làm. Chúng tôi đã thực hiện các phép đo số liệu bào tử và chúng tôi rất tuân thủ. Tuy nhiên, phía Lisa Pratt và NASA dường như không tin tưởng với câu trả lời này, bởi họ không nhìn thấy những phép đo, những con số cụ thể nào được đưa ra. Có lẽ điều NASA lo lắng cũng không phải là thừa, vì cho đến nay, những thông tin về sứ mệnh tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc vẫn còn rất ít ỏi. NASA dường như không có bất kỳ những thông số nào ngoài những gì mà Trung Quốc đưa tin. Hy vọng rằng phía Trung Quốc sẽ tuân thủ đúng theo những gì mà hiệp ước quy định để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ một khu vực nào mà những tàu vũ trụ của con người đi đến. Không chỉ hỏa tinh, đối với mặt trăng cũng vậy. Khi con người và máy móc đều đã được đưa đến vệ tinh tự nhiên của trái đất, tất cả những phi vụ đó đều phải tuân thủ đúng theo hiệp ước quy định. Vào năm 1969, khi Neil Armstrong và phi hành đoàn rời khỏi mặt trăng quay trở lại trái đất, con tàu của họ đã đáp xuống Thái Bình Dương. Ba phi hành gia và các thiết bị được tàu sân bay USS của Mỹ đưa vào đất liền. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả ba phi hành gia và các thiết bị đều được cách ly trong 3 tuần trước khi được phép đụng chạm vào bất kỳ ai. Lý do bởi vì NASA không chắc liệu mặt trăng có chứa các sinh vật nguy hiểm hay không, do đó tất cả phải được cách ly một cách an toàn. Đối với công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ, không phải là sứ mệnh riêng của Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào, mà đây là một sứ mệnh của nhân loại. Chính vì vậy, mong rằng tất cả các quốc gia, các tổ chức khi tham gia vào các cuộc viễn chinh này, họ cần phải tuân thủ những quy tắc chung nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên vốn có của mặt trăng, sao hỏa, cũng như các khu vực khác trong vũ trụ. Trái đất, hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời và là hành tinh duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được biết đến là có sự sống. Theo các nhà khoa học, trái đất của chúng ta được hình thành cách đây khoảng 4,55 tỷ năm trước và sự sống mới xuất hiện trên bề mặt của nó cách đây khoảng 1 tỷ năm. Chúng ta đều biết rằng trái đất không thể hỗ trợ và duy trì sự sống mãi mãi. Theo Wikipedia, trái đất sẽ hỗ trợ sự sống khoảng 1,5 tỷ năm nữa. Nhưng trong một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản, họ không lạc quan đến thế. Họ cho rằng sự sống chỉ còn tồn tại trên trái đất khoảng 1 tỷ năm nữa mà thôi. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ việc oxy sẽ dần cạn kiệt trong 1 tỷ năm nữa và những sự sống cần oxy để thở, hiểu đơn giản là sẽ bị chết ngạt. Các nhà nghiên cứu giải thích,
Khi mặt trời già đi, nó trở nên ngày càng sáng hơn và có nghĩa trong tương lai, trái đất sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn. Nguồn năng lượng gia tăng sẽ ảnh hưởng tới bề mặt hành tinh, đẩy nhanh quá trình phong hóa, gia tăng mài mòn đá silicas như bazan và granite. Các loại đá trên bị mài mòn khiến carbon dioxide bị rút khỏi khí quyển và thông qua phản ứng hóa học trong khoáng chất chứa carbonat. Về lý thuyết, trái đất sẽ bắt đầu nguội dần khi lượng carbon dioxide sụt giảm. Nhưng trong khoảng 2 tỷ năm tới, hiệu ứng này sẽ giảm đi do ánh sáng ngày càng gay gắt từ mặt trời. Carbon dioxide cùng với nước là một trong những yếu tố chính mà cây trồng cần để quang hợp tạo ra oxy. Trong điều kiện lượng CO2 giảm, quang hợp sẽ diễn ra ít hơn và một số loại cây có thể chết hàng loạt. Cây trồng ít quang hợp hơn kéo theo sản xuất oxy giảm. Dần dần, mật độ oxy trong khí quyển trái đất sẽ giảm, dẫn tới khủng hoảng cho các dạng sống khác, trong đó có con người. Để tìm hiểu khi nào điều này xảy ra, các nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản và Mỹ sử dụng mô phỏng máy tính để lập mô hình tiến hóa trong tương lai của chu kỳ carbon, oxy, phosphor và lưu huỳnh trên bề mặt trái đất. Họ cũng xem xét tiến hóa khí hậu và cách lớp bề mặt của trái đất tương tác với các phần bên trong lớp phủ. Nhóm nghiên cứu lập mô hình hai trường hợp, hành tinh giống trái đất với sinh quyển đang hoạt động và hành tinh không có sinh quyển hoạt động. Điều thú vị là cả hai tình huống đều cho kết quả giống nhau. Lượng oxy bắt đầu giảm mạnh trong khoảng 1 tỷ năm tới. Phát hiện này cho thấy, mặc dù lượng carbon dioxide sụt giảm và quá trình quang hợp có ảnh hưởng tới nồng độ oxy, nhưng tác động của quá trình chỉ là thứ yếu đối với tương tác giữa lớp phủ và môi trường bề mặt. Bầu khí quyển trái đất còn giàu oxy trong bao lâu còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ như sự cân bằng địa hóa học mà đá xâm nhập vào lớp phủ trái đất và loại khí nào sẽ được thải ra từ lớp phủ thông qua núi lửa, v.v. Sự cạn kiệt oxy chắc chắn là dấu chấm hết cho sự sống trên trái đất. Các dạng sinh vật cần tới oxy để thở sẽ là những sinh vật đầu tiên nhận ra ngày tận thế đang đến gần. Nhưng hãy khoan, môi trường sống không chỉ là không gian có thể ở của một ngôi sao mà còn là quá trình tiến hóa của hành tinh đó. Khi chúng ta ngồi đây ở năm 2021, chúng ta nghĩ về viễn cảnh khoảng 1 tỷ năm nữa, trái đất sẽ cạn kiệt oxy và sự sống có thể bị xóa sổ. Nhưng không lẽ con người sẽ ngồi yên và nhìn hành tinh này lụi tàn trong một kịch bản như thế? Tôi nghĩ là không. Các phát minh, các công trình nghiên cứu mới không phải chỉ để vinh danh. Các thiết bị khoa học đồ sộ hiện đại và tinh vi nhất được chế tạo không phải chỉ để trưng bày. Và những cuộc thăm dò, khám phá mặt trăng, sao hỏa và các hành tinh có thể phù hợp cho sự sống không phải là những thước phim chỉ để xem giải trí. Sự tiến bộ của khoa học, sự thông minh của con người và sự giúp sức của vũ trụ chắc chắn sẽ mang lại sự sống không chỉ trên trái đất mà còn phủ xanh nhiều hành tinh khác nữa. Trong quá khứ, hành tinh của chúng ta từng là một hành tinh có mật độ oxy tương đối thấp trong hầu hết lịch sử hình thành. Oxy chỉ bắt đầu tích tụ trong bầu khí quyển trái đất cách đây 2,5 tỷ năm, trong khi sự sống mới có mặt trên trái đất này khoảng 1 tỷ năm trước và mới tăng lên mức độ gần hiện nay sau cách mạng cây trồng vào khoảng 400 triệu năm trước. Điều này có nghĩa oxy có thể được tạo ra từ một quá trình khác ngoài quang hợp. Dựa trên phân tích này, các nhà khoa học đã chế tạo ra những cỗ máy sản xuất oxy trong mọi môi trường, kể cả môi trường chân không. Việc tồn tại khí CO2 trong không khí cộng với các tia cực tím đã phân tách CO2 thành carbon và oxy hoặc carbon monoxide và nguyên tử oxy. Sau đó các nguyên tử oxy kết hợp với nhau để tạo ra oxy. Vì vậy họ đã tạo ra những thiết bị tạo ra oxy nhân tạo mà không cần đến sự quang hợp của cây xanh. Các phi hành gia làm việc ngoài không gian trong môi trường chân không và đương nhiên ở đó sẽ chẳng có cây xanh nào cả. Nhưng họ vẫn sống nhờ vào công nghệ chế tạo oxy nhân tạo. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không cần trồng cây xanh và bảo vệ môi trường. Trái đất này tồn tại sự sống là một sự sắp đặt hết sức kỳ diệu của vũ trụ. Từ việc trái đất nằm đúng ở một vị trí không quá gần mặt trời và cũng không quá xa, nó vừa đủ để nhận nhiệt lượng và ánh sáng, để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng, một điều kiện tiên quyết để có sự sống. Cho đến nay, con người vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của nước lỏng trên bất cứ hành tinh nào khác. Trái đất dồi dào với khoảng 71% bề mặt trái đất là nước. Bên cạnh đó, trái đất có một bầu khí quyển dày, có tầng ozone che chở cho sự sống khỏi các bức xạ có hại từ vũ trụ. Vũ trụ còn ban tặng trái đất một món quà quý giá khác, đó là mặt trăng. Vệ tinh tự nhiên quay quanh trái đất, tạo nên hiện tượng thủy triều và ổn định trục quay của trái đất.
Thật kỳ diệu và may mắn để sự sống được hình thành, phát triển và tồn tại cho đến ngày nay. Không có bất kỳ một hành tinh nào mà chúng ta biết đến có được sự ưu ái như thế. Nói như vậy để các bạn thấy rằng sự sống là vô cùng quý giá. Phải mất hơn 3,5 tỷ năm sau khi trái đất hình thành, các mầm sống đầu tiên mới thức giấc. Phải trải qua hàng trăm triệu năm để có con người và phải may mắn lắm mới có chúng ta trên thế giới này. Vì thế, hãy biết trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang có. Dù bạn là ai, đang trong hoàn cảnh nào, hãy cảm thấy may mắn vì mình còn được sống và khỏe mạnh. Hãy biết trân quý bản thân, trân quý bạn đời, tình cảm gia đình và tình cảm bạn hữu. Trái đất có thể diệt vong hoặc là không, nhưng chúng ta của hôm nay có thể hành động để bảo vệ trái đất, bảo vệ hành tinh của chúng ta mai sau. Mặc dù chúng ta có thể chế tạo các thiết bị chế tạo ra oxy mà không cần cây xanh quang hợp, nhưng một ngày nào đó nếu nguồn oxy cạn kiệt, sẽ chẳng có một thiết bị nào có thể bơm đủ oxy cho cả trái đất này sử dụng một cách mãi mãi. Vì thế, chúng ta cần bảo vệ môi trường, trồng thật nhiều cây xanh. Các bạn nhỏ hãy hăng say học tập, nghiên cứu để tương lai có thêm nhiều những nhà khoa học mới, những phát minh mới, góp phần giữ gìn hành tinh xanh của chúng ta. Trái đất còn duy trì sự sống trong bao lâu nữa, có thể sẽ tùy thuộc vào ý thức và hành động của chúng ta từ hôm nay. Hố đen là vùng không thời gian có trường hấp dẫn cực mạnh. Nó mạnh đến nỗi không có bất kỳ một vật chất nào có thể thoát ra được, kể cả ánh sáng. Theo thuyết tương đối rộng tiên đoán, một lượng vật chất có khối lượng đủ lớn nằm trong một phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành một hố đen. Xung quanh hố đen là một khu vực được xác định bởi phương trình toán học, được gọi là vùng chân trời sự kiện. Ở khu vực này, mọi vật chất khi vượt qua nó đều không thể thoát ra ngoài được. Sở dĩ hố đen được gọi là đen là bởi vì nó dường như hấp thụ mọi bức xạ và vật chất được hút qua vùng chân trời sự kiện. Do đó, dường như chúng ta không thể quan sát và phát hiện ra hố đen trong vũ trụ. Chúng ta chỉ biết đến sự hiện diện của nó qua tương tác hấp dẫn hoặc khi hố đen đang hút các vật chất từ một thiên thể khác. Vào năm 1974, Stephen Hawking đã đưa ra giả thuyết tiên đoán rằng các hố đen trong vũ trụ không phải là những khu vực đen kịt như chúng ta tưởng tượng, mà ở đó chúng phát ra một loại bức xạ và nó được gọi là bức xạ Hawking. Chúng được cho là sinh ra do hiệu ứng lượng tử ở vùng chân trời sự kiện, và Stephen Hawking là người đầu tiên cung cấp những lý luận lý thuyết cho sự tồn tại của nó. Theo lý thuyết của ông đưa ra, bức xạ Hawking làm giảm khối lượng và năng lượng quay của các hố đen, do đó nó còn được gọi là sự bay hơi của hố đen. Chính điều này đã làm cho ông nhận định rằng các hố đen không thể tăng khối lượng bằng các phương tiện khác. Chúng sẽ dần nhỏ lại và cuối cùng biến mất trong không gian. Đối với các hố đen siêu nhỏ, chúng được dự đoán có bức xạ lớn hơn hố đen lớn, do đó chúng sẽ co lại và biến mất nhanh hơn. Nhưng từ trước đến nay, chưa có nhà thiên văn học nào quan sát được bức xạ bí ẩn quanh hố đen. Nhiều lập luận cho rằng, có thể những bức xạ này rất mờ, nên với những công nghệ hiện có, chúng ta không bao giờ quan sát thấy bức xạ Hawking trong vũ trụ. Do đó, để tìm kiếm những bức xạ mà Hawking tiên đoán, các nhà khoa học trên thế giới đã xây dựng những hệ thống đặc biệt như kính viễn vọng không gian Fermi, chuyên săn tìm tia gamma đến từ các hố đen nguyên thủy đã bị bốc hơi, hoặc những máy gia tốc hạt lớn nhằm tạo ra những hố đen mini để nghiên cứu. Vào tháng 9 năm 2010, một tín hiệu có liên quan chặt chẽ với bức xạ Hawking của lỗ đen được tuyên bố. Nó đã được quan sát trong một thí nghiệm liên quan đến các sùng ánh sáng quang học. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được xác minh và còn nhiều tranh cãi. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ Israel đã làm được điều đó. Họ đã tạo ra được một hố đen mini từ phòng thí nghiệm để quan sát bức xạ Hawking. Các nhà khoa học đã tạo ra một luồng khí chứa khoảng 8.000 nguyên tử rubidi. Chúng được làm lạnh đến gần độ không tuyệt đối, tức gần đến 0 độ K hay gần chạm đến ngưỡng âm 273,15 độ C. Luồng khí được giữ cố định bởi một chùm tia laser. Khi đó, các nhà khoa học đã tạo ra một trạng thái vật chất bí ẩn. Chúng được gọi là trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein. Ở trạng thái này, chúng cho phép hàng nghìn nguyên tử hoạt động đồng loạt với nhau, như thể chúng là một nguyên tử. Tiếp tục, các nhà khoa học sử dụng chùm tia laser thứ hai bắn vào dòng khí. Khi đó, dòng khí đã tạo ra một vùng đặc biệt, khiến các dòng khí chảy vào trong như thác nước. Khu vực này hoạt động như vùng chân trời sự kiện. Một nửa dòng khí chảy vào khu vực này nhanh hơn tốc độ âm thanh, phần còn lại thì chậm hơn một nửa.
Trong khi sự kiện xảy ra, các nhà khoa học sẽ cố gắng tìm kiếm các cặp phonon hay sóng âm lượng tử hình thành một cách tự nhiên xung quanh dòng khí. Sau nhiều lần quan sát, các nhà nghiên cứu nhận thấy ở khu vực dòng khí chảy chậm hơn, các phonon di chuyển ngược chiều với dòng khí, chúng có xu hướng đi ra ngoài khu vực chân trời sự kiện. Còn các phonon ở khu vực dòng khí chảy nhanh hơn, chúng dường như bị mắc kẹt bởi tốc độ của dòng khí siêu nhanh. Nó dường như muốn cố gắng thoát ra khỏi khu vực này, nhưng không thể. Sau khi tìm ra các cặp phonon này, các nhà nghiên cứu phải xác định xem chúng có liên quan đến bức xạ Hawking hay không, và liệu bức xạ Hawking có phải là không thay đổi theo thời gian khi mà các cặp phonon này mắc kẹt và đứng yên hay không. Quá trình nghiên cứu và phân tích này hết sức phức tạp vì mỗi khi các nhà khoa học chụp ảnh hố đen mini mà họ tạo ra, nó dường như bị phá hủy ngay bởi nhiệt được tạo ra trong quá trình này. Do đó, nhóm nghiên cứu đã phải thực hiện thí nghiệm của họ liên tục trong 97.000 lần. Họ mất khoảng 124 ngày đo liên tục để tìm kiếm sự tương quan. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp. Họ đã chứng minh được rằng bức xạ Hawking đứng yên, nó không thay đổi theo thời gian, và đó là những tiên đoán chính xác của Stephen Hawking. Sau đó, công trình nghiên cứu đã được công bố và đăng tải trên tạp chí Vật lý Tự nhiên ngày 4 tháng 1 năm 2021. Đây được coi là những minh chứng đầu tiên chứng minh sự tồn tại của bức xạ Hawking xung quanh hố đen. Tất nhiên rằng, đây chỉ là những hố đen mini trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc tạo ra hố đen mini phòng thí nghiệm không gây bất kỳ một nguy hiểm nào cho chúng ta. Bởi vì khi hố đen mini sinh ra, dường như chúng sẽ biến mất ngay sau quá trình sinh nhiệt. Do đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm việc tạo ra một hố đen và rồi nó lớn mạnh phá hủy thế giới. Chúng chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Qua đây, chúng ta có thể thấy, để đưa ra được một kết luận trong khoa học, các nhà nghiên cứu phải mất rất nhiều công sức mới làm được điều đó. Trong công trình nghiên cứu lần này, với 97.000 lần thực hiện thí nghiệm, trong một khoảng thời gian kéo dài liên tục 124 ngày, đủ để chúng ta thấy sự kiên trì và vất vả của các nhà nghiên cứu. Tất nhiên rằng đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu chứng minh cho những tiên đoán của Stephen Hawking là đúng. Và đương nhiên, chúng ta cũng chưa thể khẳng định 100% rằng các hố đen mini nhân tạo có cơ chế hoạt động và tồn tại giống như những hố đen trong tự nhiên. Mặt khác, do chúng tồn tại và xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, chính bởi vậy, các nhà vật lý sẽ cần thêm những công trình nghiên cứu khác để khẳng định chắc chắn cho những điều ở trên. Mãi cho đến ngày nay, sau gần 50 năm, nhân loại mới có những bằng chứng đầu tiên chứng minh cho tiên đoán của Stephen Hawking là đúng. Phải nói rằng, trí tuệ của ông thực sự là rất phi phàm. Khi Stephen Hawking đưa ra giả thuyết vào giữa những năm 1970, ông cho rằng hố đen vũ trụ xuất hiện tình trạng rò rỉ bức xạ. Những lý thuyết này đã chính thức lật đổ nguyên lý cốt lõi của vũ trụ thời bấy giờ. Kể từ khi Albert Einstein công bố thuyết tương đối vào năm 1915, những dự đoán về sự tồn tại của các hố đen trên cơ sở học thuyết tương đối đã hướng tới giả định hố đen sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả ánh sáng. Các hố đen được gọi là những hố không đáy. Từ đây, vật chất và năng lượng không bao giờ có thể thoát ra được. Nhưng đối với Stephen Hawking, ông lại đưa ra giả thuyết rằng các hố đen thực sự không có màu đen, chúng có giải phóng ra những bức xạ và sau này nó được đặt tên là bức xạ Hawking vào đúng ngày ông mất, 14 tháng 3 năm 2018. Và thật trùng hợp, đây cũng là ngày sinh của Albert Einstein. Bằng giả thuyết này, Hawking đã chấm dứt những thắc mắc dai dẳng của các nhà vật lý rằng lý thuyết của Einstein vốn được sử dụng rộng rãi nhưng không thể giải thích được cách di chuyển của các hạt ở bên trong nguyên tử và các khối cầu lượng tử. Ban đầu, lý thuyết của Hawking trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên sau này, nó đã trở thành nền tảng căn bản gắn kết lý thuyết tương đối và lý thuyết cơ học lượng tử. Ông cho rằng, hố đen phải tỏa ra các bức xạ trong quá trình mất đi khối lượng và năng lượng, và rồi chúng dần co lại. Cuối cùng các hố đen sẽ bốc hơi và biến mất trong không gian. Tuy nhiên, vấn đề bức xạ Hawking lại đặt ra một nghi vấn mới, đó là nghịch lý thông tin hố đen. Nếu một hố đen biến mất, tất cả các thông tin về vũ trụ học, từ vật chất và năng lượng, chúng cũng hoàn toàn biến mất. Trong khi những dự đoán của vật lý học lại cho rằng, những thông tin không bao giờ có thể mất đi. Và đây vẫn là một trong những khúc mắc lớn giữa thuyết tương đối và lý thuyết cơ học lượng tử.
Hy vọng rằng trong một ngày không xa, các nhà khoa học sẽ giải quyết được những vấn đề khó hiểu này. OAC là tên viết tắt của tập đoàn lắp ráp quỹ đạo không gian, được thành lập bởi đội ngũ kỹ sư của Hiệp hội Gateway năm 2018 nhằm biến các mục tiêu trở thành hiện thực. OAC bao gồm các cựu nhân viên của NASA, các phi công, kỹ sư và kiến trúc sư hàng đầu trong lĩnh vực vũ trụ. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, họ đã chính thức công bố chi tiết dự án xây dựng trạm vũ trụ Voyager. Dự án này bắt nguồn từ nhiều năm trước. Mục tiêu của họ là lắp ráp một khách sạn không gian ở quỹ đạo thấp của trái đất. Trạm vũ trụ này hình bánh xe, quay đủ nhanh để tạo ra lực hấp dẫn nhân tạo, giúp con người có thể sinh sống và làm việc bên ngoài không gian trái đất. Trạm vũ trụ Voyager lấy ý tưởng từ thiết kế của nhà khoa học tên lửa Wernher von Braun, một trong những chuyên gia đứng sau dự án Apollo của NASA. Trạm vũ trụ Voyager có đường kính tổng thể là 200m, tổng khối lượng được ước tính là khoảng 2.418 tấn, tổng không gian bên trong là khoảng 51.104 m3. Trong đó, chúng được phân làm hai khu vực chính. Thứ nhất là cấu trúc vòng không áp suất bên trong. Đây sẽ là khu vực hạ cánh của các tàu vũ trụ khi đến trạm Voyager. Ở khu vực này có hai cổng hạ cánh, nó có thể cập bến cùng một lúc hai tàu vũ trụ được đưa lên trạm. Còn vòng bánh xe ngoài cùng, đó là không gian sống. Xung quanh hình bánh xe được lắp ráp 24 mô đun sinh sống. Mỗi mô đun có chiều dài là 20m, rộng 12m. Không gian bên trong mô đun là 1.809 m3. Chúng được phân chia thành nhiều mô đun khác nhau. Trong đó có mô đun sản xuất năng lượng nước không khí, mô đun phòng tập thể dục và lắp ráp, mô đun nhà bếp, nhà hàng và quầy bar, mô đun dành cho thương mại, bao gồm các phòng nghỉ và khách sạn. Ngoài ra còn có những mô đun dành riêng cho các cơ quan chính phủ, đó là nơi mà các nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu. Tổng sức chứa của trạm vũ trụ có thể phục vụ cho 400 người cùng một lúc. Do đó, nếu trạm vũ trụ Voyager được hoàn thành, nó sẽ mở ra cơ hội cho mọi người có thể du lịch bên ngoài không gian. Theo kế hoạch, trạm vũ trụ Voyager sẽ bắt đầu được lắp ráp vào năm 2025. Nhưng trước khi được xây dựng, tập đoàn lắp ráp quỹ đạo OAC sẽ xây dựng một trạm quỹ đạo nhỏ trước. Nó có đường kính khoảng 61m nhằm thử nghiệm tính khả thi khi sử dụng trọng lực nhân tạo. Với kích thước 61m, các nhà khoa học sẽ tạo ra một trọng lực nhân tạo bằng khoảng 40% trọng lực trái đất, tức nó tương đương với trọng lực trên hỏa tinh. Theo tính toán của OAC, vòng trọng lực nhỏ này cần 2-3 năm để xây dựng và phóng vào không gian. Có thể chúng được hoàn thành trước năm 2025. Trong lịch sử, khi con người muốn du lịch bên ngoài không gian, lựa chọn duy nhất tính đến thời điểm hiện tại là trạm vũ trụ quốc tế ISS. Với kích thước chiều rộng là 109m, còn chiều dài là 73m, tổng trọng lượng của trạm vũ trụ quốc tế ISS vào khoảng 420 tấn. Nhưng có một hạn chế, đó là trạm vũ trụ ISS chỉ có 6 chỗ ngủ cho các thành viên. Chính bởi vậy, việc giành được vé lên trạm ISS là một việc không hề dễ dàng. Mặt khác, trạm vũ trụ ISS không có trọng lực nhân tạo. Do đó, khi đi ngủ, bạn cần phải cột chặt vào giường. Đi vệ sinh cần phải có máy hút bụi. Không những vậy, chi phí cho một vé lên trạm ISS là rất lớn. Chỉ có những triệu phú mới dám chi trả những chuyến du lịch đắt đỏ này. Còn với trạm không gian Voyager, nó được sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo ngoài không gian với một chi phí rẻ. Nó có những biệt thự rộng 500m2 với 3 phòng tắm cùng nhiều phòng ngủ. Chúng có thể được cho thuê theo tuần hoặc theo tháng. Các biệt thự này có thể đảm bảo sinh hoạt cho 16 người cùng một lúc. Nó đáp ứng được chuyến du lịch cho đại gia đình của bạn. Còn nếu bạn muốn đi nghỉ dưỡng ít người, bạn có thể thuê những phòng khách sạn với diện tích 30m2. Bạn có thể thuê nó trong 3 ngày hoặc 1 tháng. Các phòng khách sạn này có phòng tắm riêng, đủ chỗ ngủ cho 2 người. Không những vậy, trên trạm vũ trụ Voyager còn có nhà hàng, quán bar và các phòng tập gym và khu vực y tế. Chúng đáp ứng đầy đủ những tiện ích giống như bạn nghỉ dưỡng ở khách sạn dưới mặt đất. Một điều thú vị khác đó là khi bạn lên trạm vũ trụ Voyager, bạn hoàn toàn có thể đi lại như khi ở trái đất bởi vì nó được sử dụng trọng lực nhân tạo, giúp chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời nhất ngoài không gian. Phải nói rằng, đây là một dự án tham vọng của các nhà khoa học. Nó không khác gì viễn cảnh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Nếu thuận lợi, có thể sau năm 2025, nhân loại sẽ được chứng kiến và trải nghiệm những tour du lịch bên ngoài không gian vô cùng thú vị. Ở thời điểm hiện tại, trên website chính thức của dự án đã cho phép bạn đặt phòng sớm từ hôm nay. Theo kế hoạch của dự án, những người đặt phòng sớm sẽ có cơ hội lịch sử với tư cách là những người đầu tiên du lịch đến trạm vũ trụ Voyager. Tất nhiên rằng để có được một vé du lịch ở đó, ở thời điểm hiện tại không phải là một chuyện dễ dàng. Bạn sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người trên toàn thế giới. Với sức chứa khoảng 400 người, tuy rằng nó rất lớn, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu du lịch ngoài không gian của con người. Theo Virgin Galactic, trong hồ sơ SEC gần đây đã tuyên bố, có 594 khách hàng đã đăng ký trải nghiệm chuyến bay quỹ đạo trong vòng 90 phút. Con số đó có thể tăng lên đến 3.200 khách hàng vào năm 2023. Đó chỉ là những con số du lịch qua những chuyến bay ngắn trên quỹ đạo, còn với du lịch nghỉ dưỡng trên quỹ đạo có lẽ còn cao hơn. Chính bởi vậy, việc xây dựng dự án trạm vũ trụ Voyager là hoàn toàn có khả thi. Bởi vì theo tính toán, để duy trì hoạt động của trạm Voyager hàng năm sẽ mất khoảng 40 tỷ đô la. Chi phí này đã bao gồm cả chi phí vận tải. Với sức chứa tối đa cùng một lúc là 400 người, do đó việc thương mại hóa để bù đắp những khoản chi phí khổng lồ này là hoàn toàn khả thi. Các nhà kinh tế ước tính, nếu vận hành tốt chương trình, doanh thu của dự án sẽ đạt mốc 96 tỷ đô mỗi năm. Điều này cho thấy đây có thể là một miếng bánh lớn cho các nhà kinh doanh du lịch. Không những dự án đang kêu gọi đặt phòng sớm mà họ còn đang kêu gọi các nhà đầu tư. Do đây là dự án thương mại nên gần như dự án không bị ảnh hưởng bởi các cơ quan chính phủ. Chính bởi vậy, nếu bạn có tiền, bạn có thể làm một trong những cổ đông của dự án. Ở thời điểm hiện tại, dự án đang chào bán 97.449.861 cổ phiếu với mức giá khởi điểm là 0,25 đô la mỗi cổ phiếu. Nếu bạn muốn đặt phòng trước hoặc muốn tham gia đầu tư dự án này, hãy truy cập website voyagerstation.com để tìm hiểu thêm nhé. Tất nhiên, Hải Yến sẽ không khuyên các bạn nên hay không nên tham gia dự án này. Trước khi đưa ra quyết định của mình, bạn hãy tham khảo và nghiên cứu thật kỹ tính khả thi của dự án trong tương lai nhé. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những thú vị xoay quanh dự án trạm vũ trụ Voyager trong tương lai. Hy vọng rằng dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ và thành công để giúp con người có thêm một khu vực nghỉ dưỡng mới, đó là bên ngoài không gian trái đất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!